Buồn chán bế tắc nên làm gì? Nên nghe pháp chứ làm gì. Buồn chán bế tắc nên nghe pháp. Nghe pháp để có một phương pháp để chuyển hóa được cái tâm buồn chán. Không nghe pháp thì nó đi vào bế tắc cuộc đời, có khi sẽ đi đến cái chỗ muốn tự tử mà chết. Những người buồn chán, thất tình, thất nghiệp, hoặc là bị mắc cu cải, bị mắc vợ, mắc chồng, hoặc bị tổn thương về tình cảm, bị người phụ bỏ, có khi muốn đi tự tử, đây là việc cực kỳ dài khờ. Cần phải nghe pháp để cởi mở tâm tư. Phật nói muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nên đừng nên tự tử, tự tử còn khổ gấp ngàn lần hơn chúng ta còn sống. Nên nghe pháp để cởi mở tâm tư, biết đâu cái khổ đau này mà chúng ta lại gặp Phật pháp và có một con đường càng sáng lạng hơn, càng tốt đẹp hơn. Phải tin điều này. A Di Đà Phật.